quý vị, ngày nay với sự du nhập ẩm thực của các nước trên thế giới đã tạo nên sự giao thoa giữa các nền ẩm thực. Do vậy, chúng ta cũng có nhiều món ngon, những cách chế biến mới lạ và cũng như có nhiều nguyên liệu nấu ăn hơn. Chính sự giao thoa đó đã làm cho các mẹo vặt nấu ăn ngày càng nhiều, và với món chiên cũng không phải là ngoại lệ. Ngày hôm nay, đầu bếp của chương trình sẽ mang đến hai loại bột chiên tiện lợi. Đây là món gà chiên giòn và có hương vị ngon hơn rất nhiều. Cùng tìm hiểu cách pha bột để làm món gà chiên giòn sốt phô mai đổi bữa cho gia đình quý vị nhé. Gà chiên giòn tan ống ả chấm cùng sốt phô mai là một lựa chọn tuyệt vời để quý khán giả chiêu đãi cả nhà vào dịp cuối tuần. Sự kết hợp của thịt gà tươi, gia vị tẩm ướp, lớp bột giòn rụm mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Công thức làm món ngon này không quá phức tạp. Nếu quý khán giả và các bé trong nhà thật sự yêu thích hương vị đặc trưng của các món gà chiên, nhất định không nên bỏ qua những gợi ý từ đầu bếp của chương trình. Xin mến chào khán giả chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Hôm nay Kevin đến với chương trình mang một món ăn được chế biến từ thịt gà, và món ăn có tên gọi là gà chiên giòn sốt phô mai. Nguyên liệu của món ăn ngày hôm nay đầu tiên là cánh gà nè, và có một số loại rau ăn kèm gồm là salad xanh, salad tím, cải mầm, cà gót, cà chua bi, dưa leo. Và một món ăn hoàn hảo thì không thể thiếu một loại nguyên liệu chiên dụng, và hôm nay Kevin sử dụng bộ đôi sản phẩm bột chiên gà cùng với bột gia vị Maggi nếp mít của thương hiệu Mitco Hương Xưa. Và nguyên liệu làm sốt ngày hôm nay gồm có phô mai bột cười, phô mai sợi, mozzarella, mayonnaise, kem béo. Ngoài ra còn có thêm một ít cái gia vị là muối tiêu nữa. Mọi người cùng với Kevin nha, mình sẽ ướp gà trước. Cái bột với định lượng là 50g như thế này á, thì Kevin sẽ pha đúng với tỷ lệ là 500ml nước. Ở đây thì Kevin sử dụng là 6 cánh gà khoảng cỡ 900g. Nếu như mà mình ướp đúng hai cái thịt á thì mình cần đúng thời gian là 60 đến 90 phút. Còn mình ướp với số lượng mà thịt ít như vậy đây á thì Kevin nghĩ là cái bột này nó sẽ thấm rất là nhanh. Mình ướp khoảng cỡ chừng 45 phút thôi thì nó sẽ vừa vị rồi. Chúng ta ướp xong rồi mà chiên không hết thì cũng thể bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu mà thời gian mình sử dụng lâu hơn á thì mình có thể mình bỏ vào ngăn đông, ngăn đá nha. Mình sẽ sử dụng thêm một cái loại bột nữa thì một lát sau Kevin sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Mình sẽ khuấy cái bột này cho nó tan đều hết. Mọi người lưu ý là giúp Kevin mình sẽ rửa gà ha, với một ít muối và một ít giấm để giúp cho gà nó loại bỏ đi bớt cái mùi tanh. Mình sẽ khứa cái cánh gà ra cái phần này ha, để chi cho cái cánh gà khi mà mình chiên lên nó sẽ nhanh chín, cánh gà nó cũng sẽ thẳng hơn. Cho vào đây mình ngâm cho cái gà thấm gia vị. Sau khi quá trình mà Kevin ướp cái gà này đã thấm gia vị thì Kevin sẽ vớt ra để gáo nước. Công đoạn thứ hai thì Kevin sẽ hướng dẫn quý vị khán giả mình pha kết bột chiên sao cho nó giòn và nó rất là ngon. Kevin sử dụng cái phần bột chiên gà Mitco Hương Xưa, mình sẽ pha là một bột và hai nước. Gói bột này có định lượng là 150g thì Kevin sẽ sử dụng chia thành hai phần, một phần bột khô và một phần bột nước. Kevin sử dụng 50g bột để làm bột khô và 100g để làm bột nước, pha với 200g nước. Và nước ở đây mọi người lưu ý giúp Kevin là mình sử dụng cái nước đá lạnh thì sẽ giúp cho cái bột của chúng ta nó sẽ giòn hơn và màu vàng đẹp hơn. Mọi người thấy cái bột nó sánh và rất là đẹp ha. Với cái màu sắc thì Kevin rất là thích màu vàng nhẹ nhẹ ha, và rất là thơm. Bây giờ mình sẽ dùng cánh gà nhúng qua cái bột khô và sau đó mình sẽ cho qua bột ướt. Mình chỉ cần áo nhẹ thôi ha, vũ vũ cái phần bột vậy nè ha. Rồi sau đó mình sẽ nhúng qua cái bột ướt. Cái bột mà khi mà nó nhuyễn xong hết á thì mình sẽ cho qua bột khô lần nữa. Thì giúp cánh gà sẽ chiên rất là giòn và đặc biệt nữa có một cái vảy rất là bắt mắt. Bóp cái bột vào cái gà ha, mình chỉ cần bóp nhẹ nhẹ tay thôi. Rồi sau đó thì mình cũng sẽ vũ vũ cái bột như thế này, mình sẽ tiếp tục những cánh gà tiếp theo. Bây giờ thì quý vị cùng với Kevin bắt đầu mình sẽ chiên gà. Mình sẽ vũ cái cánh gà xuống như thế này ha, để chi cái lớp bột phía bên ngoài nó sẽ rớt xuống, và khi đó mình chiên á thì nó sẽ tạo lên những cái vảy rất là đẹp. Và dầu ở đây đã nóng rồi, ở nhiệt độ lý tưởng sẽ là 165 đến 170 độ. Quý vị thấy ha, sau khi Kevin chiên được 9 phút rồi thì cái gà của chúng ta đã vàng rất là đều. Mọi người thấy nè, có cái vảy rất là đẹp, hơn nữa là cái màu vàng rất là đều ha, và óng ánh. Và Kevin có cảm giác là nó rất là giòn luôn á, và điều đặc biệt nó rất là thơm. Kevin sẽ vớt ra ngoài và tiếp tục mình sẽ làm cái sốt gọi là sốt phô mai nha. Bây giờ thì mình bắt đầu mình sẽ làm cái sốt phô mai nha. Đầu tiên mình sẽ cho một ít dầu vào, Kevin sẽ cho một ít cái hành bơgô vào, xào cho cái hành nó thơm lên ha. Quý vị lưu ý là mình chỉ cần xào cho nó thơm thôi, không cần nhất thiết phải xào cho nó vàng đâu. Mình sẽ cho cái phần sữa tươi vào
Ở đây á, thì Kevin sử dụng cái sữa tươi có đường, cho nên một lát nữa thì Kevin không có bỏ đường vào cái nước sốt này. Tiếp tục thì mình sẽ cho phô mai bột cười, phô mai sợi mozzarella, muối tiêu không thể thiếu, hoặc kem béo ha. Sốt thì Kevin nấu bắt đầu là sôi lên ha, tất cả cái phô mai á, nó đã tan chảy hết rồi. Thì quý vị thấy ha, cái sốt chúng ta đã sánh sệt cảm giác nè, béo béo và rất là thơm, và kết hợp với cái giòn giòn và độ mềm mại từ bên trong của thịt gà nữa, thì Kevin tin chắc rằng thì cái món này rất là tuyệt vời và là một trong những cái món mà Kevin sẽ làm vào cuối tuần. Quý vị ơi, thì bây giờ là món gà chiên giòn sốt phô mai Kevin đã hoàn thành rồi. Nhờ sự trợ giúp của hai loại bột của thương hiệu Mitco hương xưa thì Kevin cảm thấy nấu ăn rất là dễ dàng và thuận lợi. Kevin cảm nhận được là sau khi mình sử dụng cái bột Mitco hương xưa thì gà chiên ở ngoài thì cái màu sắc rất là đẹp nè, vàng nè, điều đặc biệt nó rất là giòn, và bên trong thịt thì rất là mọng nước. Và một cái điều nữa mà Kevin rất là hài lòng đó chính là khi mình chiên, cánh gà nó không thấm dầu giống như những loại bột khác. Kevin tin chắc rằng thì mọi người sau khi xem Kevin hướng dẫn và chia sẻ thì mọi người có thể thực hiện lại thành công với món ăn này, gà chiên giòn sốt phô mai. Thời lượng chương trình đến đây đã kết thúc. Kevin xin mến chào và hẹn gặp lại.